Rồi mến chào bạn, một Mitsubishi giá rẻ các bạn nha. Thì con này 23HB2350FD, đời này cũng cao rồi nè. Hai cầu, 4 xi lanh. Con này anh bán nhiêu? 47 triệu hả? Rồi con này thì ông chủ báo giá là 47 triệu. Các bạn mua thì số điện thoại mình đặt trong đó liên hệ trực tiếp với lại ông chủ nha. Rồi các bạn trả giá, đồ đạp giá thoải mái, mình không có liên quan gì tới hết á. Mình nghề mình làm YouTube thôi, không có dính dáng gì tới cái chuyện buôn bán, thì cái trả giá trực tiếp với ông chủ 47 triệu. Còn thương lượng, con này chạy 1483 giờ. Đó. Dòng này thì các bạn biết rồi, nói chung đời này thì nó mạnh, ăn chắc mặt bền, nó 4 mít tông là chạy máy nó êm. Đây. Cầu nó là dạng cầu gánh nha, cầu gánh nhông truyền, truyền để giảm tốc xuống các bạn, truyền giảm tốc xuống thành ra mạnh lắm. Nó cầu gánh nha chứ không phải là cầu treo đâu. Cầu gắn treo là khác, treo là các bạn như mấy thằng Kubota nó có cái bát rồi người ta bắt ốc vô nó kéo ngược lên là cầu treo, còn cầu này là cầu gắn. Ben đồ cơ hết ha, cái này không có bình, tại vì mấy xe này á thật sự ra mà bán bây giờ thì thời điểm này bán thì nó cũng chậm so với cái lúc mà bất động sản lên á, thành thử ra là cũng không có gắn sẵn bình vô các bạn nha, không có gắn sẵn bình. Về vỏ lốp thì con này chạy ít, thành nó bên đó chạy ít, thành ra gai rất cao. Nó so với bánh mà bánh của những cái xe mà máy nông nghiệp á thì nó răng vậy, thì các bạn không có lo gì đâu, không có lo gì về nổ niết, tại vì tốc độ của nó không chậm, nó vậy chứ nó xài á, cái dàn bố trong còn tốt, nó xài bền lắm. Này nước sơn zin niền đồ, còn nước sơn zin luôn ha. Con này thì vỏ sau của nó sử dụng là vỏ số đâu không biết, đó không thấy, thôi kệ nó đi. Con này dở capo lên vậy nè, đây động cơ, đây 4 máy. Thằng Mitsu này dở cái là cái nước sơn của nó rất là dễ chóc nha, cào cạo vậy là chóc. Thành thử ra khi mà người ta nó dơ, người ta lấy nước người ta xịt đó, là nó trôi đi liền. 23 BF hả? Cơ 23 BF. Rồi, đơn giản vậy thôi. Tay lái không có trợ lực đâu nha, một bơm thôi. Trợ lực bằng cơm. Trợ lực cơm. Ở sao em ngày nay cuộc sống sao rồi? Hồi sáng giờ bán được có 2 chiếc mới cày rồi. Vậy hả? Vậy cũng được rồi. Ok rồi. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha. Rồi trả giá với anh, ví dụ chiếc này anh nói 47 triệu hả, trả 20 thôi, ở gần là đánh luôn, ở xa thì không sao. Rồi, nó bô nó ra trước, 4 xi lanh, 2 cầu nè, 2 cầu, cầu cứng ha, cầu chắc, to đùng luôn, quá to, bô thì thổi ra trước, không sợ gì là, không sợ hơi vô trong người ha. Sợ hơi khói được truyền vô người ha. Rồi các bạn cứ đạp giá thoải mái đi nha. Mình thấy đề số 30 kia ta. Rồi mến chào các bạn.